Quý cha và cộng đoàn thân mến, trong một thế giới mà ai ai cũng tìm kiếm cái lợi cho bản thân, vật chất, tiền tài, như hiện tại thì tinh thần từ bỏ và hy sinh là một điều gì đó xa xôi và không tưởng. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài không ngừng mời gọi các bạn trẻ ngày hôm nay sống dấn thân phục vụ, bởi vì trong cuộc hành trình đó, Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Và đó cũng là thông điệp của nhóm Gia Lâm muốn gửi gắm đến lễ truyền thống hôm nay qua cử điệu Tuổi Trẻ Dấn Thân. Cho con làm muối mè ướp mặn trần gian đang khát khao tình người, và xin cho con được cùng dấn thân giúp người nghèo khó thoát cảnh cơ bần. Và hôm nay con ra đi dẫu con bao yếu hèn, dù thuyền để con lênh đênh vì bao con sóng ngã nghiêng, và rồi có bàn tay Chúa giúp con bình yên. Tuổi trẻ ta cất bước ra đi, dù khi bão tố sóng trào, dù khi mệt mỏi thét gào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dấn thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng. Cùng đi nào, ta cùng đi thực thi ý Chúa. Xung vầy với nhau để cùng chia sẻ hạnh phúc hay buồn sầu, nguyện đem yêu thương lan tỏa bốn phương để họ nhận biết trở về chính đường. Tìm ai đang trong đau thương vui an khi thất vọng, dù người để luôn khinh chê thì con vẫn cứ say mê thực hiện theo lời của Chúa, dấn thân vì tha nhân. Tuổi trẻ ta cất bước ra đi, bao tố sóng trào, dù khi mệt mỏi thét gào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dấn thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng. Cùng đi nào, ta cùng đi thực thi ý Chúa. Hành trang con luôn mang theo là dấn thân phục vụ.